Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bậc cực hỷ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bậc cực hỷ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bậc cực hỷ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bậc cực hỷ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bậc cực hỷ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bậc cực hỷ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bậc cực hỷ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của năm loại mắt mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của sáu phép thần thông mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của năm loại mắt mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của sáu phép thần thông mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của năm loại mắt mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của sáu phép thần thông mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của năm loại mắt mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của sáu phép thần thông mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của năm loại mắt mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của sáu phép thần thông mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của năm loại mắt mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của sáu phép thần thông mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của năm loại mắt mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của sáu phép thần thông mà học, là học trí nhất thiết trí chăng?